Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh VPN Food của Mở Bếp nha. Hôm nay đã gần cuối tuần rồi, chúng ta sẽ cùng Mở Bếp thực hiện một món ăn một đặc sản của vùng miền Bắc Bộ, đó là món cá chép om dưa nha cả nhà ơi. Với cá chép giòn giòn bên ngoài, đều ngọt bên trong, kết hợp cùng các loại rau củ như dưa muối nè, dưa chua nè, cà chua nè, cùng các loại rau như thì là các bạn, hành rất là thơm cả nhà nha, rất là ngon luôn. Chúng ta bắt đầu làm nào. Ok, nguyên liệu chắn là sẽ không thiếu được là một chú cá chép khoảng cỡ 5 lạng trở lên các bạn nha. Càng to càng ngon nha. Mình đã xử lý mổ những phần nội tạng rồi đó, sạch sẽ cả nhà nha. Và chúng ta sẽ có là khoảng 2-3 lạng dưa cải muối các bạn nha. Và chúng ta có những nguyên liệu như sau đó, nguyên liệu như là cà chua các bạn đó, 2 trái nha đó, và một cái quả trái ớt, và khoảng 1-2 lạng thì là cùng 50 gram bột nghệ, 20 gram hành tím đã cắt lát mỏng nha, 10 ml nước mắm, 10 gram hành lá, 100 gram ba rọi mình đã cắt nhỏ, và 10 lít giấm, giấm bỏng càng ngon bằng nha. Thì tiếp theo chúng ta sẽ phi cái ba rọi các bạn cho nó giòn các bạn. Mình sẽ phi rọi ba rọi giòn, sau đó mình sẽ dùng cái phần dầu mỡ ba rọi đó mình sẽ chiên cái phần cá, áp chảo cá hai mặt cho nó giòn các bạn, cho thịt săn lại các bạn nha. Ok, sau khi ba rọi đã giòn các bạn, rất là thơm ngon như cái tóc mỡ các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra, mình sẽ tiếp tục mình chiên áp chảo phần con cá chép mà nha, cho nó giòn hai bên các bạn. Các bạn nếu không có bánh vây á, giữ vây lại, mình sẽ chiên cho nó giòn cái vây rất ngon nha, cái bẫy các bạn. Chiên cho giòn hai mặt là ok các bạn nha. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình om, mình nấu lên. Và sau khi cá đã giòn hai mặt các bạn, nhìn đã không cả nhà ơi, dần rụm dần tan luôn nha, vàng ươm luôn. Rồi mình sẽ lấy ra, sau đó mình sẽ bắt đầu rửa chảo, mình chuẩn bị một chảo mới bạn nha. Mình sẽ bắt đầu mình phi thơm. Ok, sau khi mình cho dầu vào chảo, mở lửa lên và bắt đầu mình phi hành tím nha các bạn nha. Rồi cho hành tím và mình phi cùng với hành lá nè, cải muối chua nè đó, cải dưa muối đó, mà cải dưa muối mình đã cắt nhỏ luôn các bạn nha, cùng với cà chua mình cũng đã cắt muối rồi đó, mình cho vào mình sẽ xào lên cho thơm các bạn nha. Ok, sau khi mình đã phi thơm cải muối chua, cải dưa muối cùng với cà chua, mình sẽ cho gia vị vào như là nước mắm nè, xíu đường các bạn nha, rồi bột nghệ là nó mình sẽ xào lên cho nó thành hỗn hợp đồng nhất các bạn nha, rất là thơm, rất là có một vàng rất là đẹp các bạn nha. Cuối cùng mình sẽ cho các chép đó đã chiên sơ các bạn, mình sẽ om các bạn nha, mình sẽ nấu cho nó chín hẳn luôn.
và thấm gia vị luôn các bạn nha, rất là ngon cả nhà ơi. Ok, và cuối cùng mình cho chú cá chép đã chiên giòn vào các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ để đáp lại, mình nóng khoảng tầm từ 15 tới 20 phút cho lên các bạn nha. Đó, sau 2 phút thì cá chép đã chín rồi các bạn ơi, rất thơm và ngon luôn. Đẹp quá cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ cho đĩa và chuẩn bị thức cả nhà nha. Ok, mình sẽ cho một cái dĩa hình như các bạn ở dĩa nóc càng tốt nha. Mình đã ăn nóng trên một cái bếp ga hay là bếp điện các bạn đó. Mình cho đồ cải chua, dưa chua, những cái đồ ăn kèm á mình sẽ làm ở dưới, và mình sẽ cho chú cá lên, là mình sẽ tắt thêm các loại như hành lá thì là lên và mình thưởng thức cho cả nhà nha. Ăn nóng rất là ngon luôn. Cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành xong món cá chép ong dưa rất thơm ngon này cả nhà ơi. Món này mình sử dụng trên một bếp ga, một bếp nóng nữa, mở lên thì mùi hương ngào ngạt của thì là hòa cùng hành lá, ăn cùng kèm các loại dưa chua, cà chua, muối chua lên tuyệt vời cả nhà nha. Và ra chú cá chép thì đã được chiên giòn, lớp da bên ngoài ăn và làm thịt và ngọt bên trong. Quá tuyệt vời trong những ngày nắng mưa về ăn là cảm rất là ngon cả nhà nha. Rồi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.